Di Đà Phật. Mua A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lại chính phương trời mười phương chư Phật mười phương, con kính lại Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành. Hôm nay con về miếu phụng sự Tam Bảo, châm dầu đốt đèn, tiến lên trước án cầu cao bánh thành tâm. Con cũng đã đảnh lễ bà, con cũng xin bà độ và ban cho một cây sâm may mắn giúp cho bà con cô bác trên kênh của con, ai cũng được có lộc may mắn. Ngày thứ sáu Nam Mô A Di Đà Phật, ngày 29 tháng 12 nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch năm 2023, con xin Đức Mẹ Phật Bà, xin Nam Mẹ Ngũ Hành đèn trời soi xét, xin chứng minh, xin độ ban phước ban lộc ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con một thời sâm may mắn, một thời sâm cầu tài cầu lộc. Ngày thứ sáu ngày 19 tháng 11 âm lịch năm 2000 ngày 17 tháng 11 âm lịch năm 2023 nhằm ngày 29 tháng 12 dương lịch, con xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, xin đèn trời soi xét, xin ban cho một cái sâm cầu cái tài cái lộc may mắn. Ngày thứ sáu miền Nam có đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, xin Đức Mẹ Phật Bà, xin Nam Mẹ Ngũ Hành, xin các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu địa chỉ cho một cái sâm tốt, một cái sâm lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai sâm con hồi lại đi, hai sâm nhiều quá bà con không biết đường mua. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành ban lại cho con một thể sâm, hai thể sâm nhiều quá bà con không biết đường mua, con xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành ân điển độ cho một thể sâm, một thể sâm về đầu về đặc biệt, về chính xác giúp cho bà con có được cái lộc may mắn. Ngày thứ sáu là Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là số thầy xăm may mắn con cũng vừa lắc ra được, con quay vào trong con trình lễ, con xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành độ cho số thầy xăm này có được cái lộc trùng khớp với đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Mẹ Phật Bà đèn trời soi xét, hôm nay giờ ngọ giấc trưa, con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự giác lại đủ duyên lành, con về miếu dâng lên trước án cầu cao thành tâm dân lễ, xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành ân điển độ ban cho số tài sâm này cầu được cái tài cái lộc may mắn. Ngày thứ sáu trùng khớp với đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, con xin để số tài sâm vào đây, là con xin đốt cho Đức Mẹ Phật Bà, chư vị thần linh điếu thuốc, con cũng nhang cuốn tàn rồi mà con, nhang cuốn tàn công ghê không, nhang thường đó. Để dắt lại thập mô như là Phật, con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà, con để xe sâm vào trong bát hương, con xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, các vị Long Thành Long Thiên hộ miếu độ cho số thể sâm này được cái lộc lớn. Ngày thứ sáu đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, miền Nam đại chính, sau có miền Bắc, miền Trung, con xin Đức Mẹ Phật Bà đèn trời soi xét, xin cho con xin xuống bàn chư vị thần linh, con xin thêm một thể sâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giác lại cũng thành tâm xin cho bà con thêm một thể sâm nữa nha, để bà con có thêm cái sự lựa chọn mới. Giác lợi thành tâm hôm nay về giác lợi dân lễ giật trầu cao, để giác lợi cúng trả lễ chư vị thần linh. Giác lợi thành tâm xin cho bà con một thầy sâm ngày thứ sáu ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lại chư vị thần linh, chư thần chư thánh, chư vị thần địa thần tài, ông bà đất đai nhân trạch, ông bà binh gia binh tướng của bà, ông bà tà, ông bà tà thì con để đây là người ta thỉnh rồi, giờ con cũng nguyện luôn. Ông bà tà còn đây xin chứng giám, xin độ cho, xin ban cho cái thuốc thể sâm may mắn cho trùng khớp, có được cái lộc, hưởng được cái lộc. Ngày thứ sáu trùng khớp với đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, ngày 29 tháng 12 nhằm ngày 17 tháng 11, xin ban cho một thể sâm có được cái lộc may mắn, xin chư thần chư thánh chư vị thần linh ân điển độ ban cho một thể sâm tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi số thể sâm bay ra nằm ngửa lên luôn, giác lợi quay vào trong giác lợi trình lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là số thể sâm, con quay vào trong con trình lễ chư thần chư thánh chư vị thần linh chư vị thần địa thần tài, ông bà đất đai nhân trạch, ông bà binh gia binh tướng của bà, ông bà tà, xin chứng minh, xin độ cho số thể sâm này được cái lộc lớn. Ngày thứ sáu trùng khớp với đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, đêm có miền Bắc, miền Trung, miền Nam là chính, xin độ ban cho bà con ai cũng được cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng thành tâm nguyện xin chư thần chư thánh chư vị thần linh hai bên tà hữu miếu bà,
xin đèn trời soi xét, xin độ quang cho số thầy sâm này được cái lộc lớn để cho bà con cô bác tham khảo mua tờ giấy số cầu cái lộc may mắn ngày thứ sáu đại Vĩnh Long Bình Dương đại Vinh. Bà con thấy này giấc lợi thắp hương cùng tàn các ngày chứng cho giấc lợi trưa giờ ngọ, giấc trưa giấc lợi về dân lễ trầu cao bánh nè, châm dầu đốt đèn, giờ này giấc lợi chưa ăn sáng luôn, 12 giờ rồi, 12 giờ giờ ngọ giấc trưa rồi, giấc lợi chưa ăn sáng luôn. Hôm nay giấc lợi thành tâm vậy là các ngày chứng rồi đó bà con thấy không? Đó. Các ngày chứng hay cây nhang cuộn tàn luôn. Bên đây cũng vậy rồi bà con ha, giờ ngọ giấc trưa. Giấc lợi đi phụng sự tam bảo, giờ này giấc lợi chưa có ăn sáng luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay giấc lợi đi gửi gai cho gửi đồ vật tư cho người ta rồi cái giấc lợi ghé giấc lợi xin luôn. Và giấc lợi thủ trầu cao sẵn hồi phía, giấc lợi đi chợ thỉnh trầu cao bánh đồ sẵn rồi đó, cho nên là giờ này giấc lợi cúng xong rồi giấc lợi về nhà rồi bắt đầu giấc lợi mới ăn cơm ăn sáng đấy, bắt đầu mới chưng bông ở nhà, thỉnh bông ở nhà chưa có chưng được. Nam mô A Di Đà Phật. Giấc lợi xin cái video trước cho bà con cô bác để giấc lợi chuẩn bị giấc lợi đi lại vía Di Đà với lòng thành kính của giấc lợi, thì giấc lợi thành tâm xin trước cho bà con. Mặc dù là xin trước nhưng mà với lòng thành kính của giác lợi thì chưa gì sẽ độ ban cho bà con hết. Giác lợi xin trước, từ ngày mai giác lợi quay cái quy giáo nữa rồi giác lợi đi tổ đình hộ pháp chùa Bà Rịa, chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Đại Tùng Lâm, giác lợi làm lễ vía Di Đà và để viếng ngày ngày vía Di Đà. Cho nên là giác lợi xin cái quy giáo này trước, mặc dù là xin trước nhưng mà với lòng thành kính của giác lợi thì giác lợi lòng thành thì giác lợi thường xin trước mấy lần giác lợi đi khóa tu rồi đó, cũng các ngày cũng độ cho giác lợi rất là linh thiêng. Giác lợi sẽ trở về miếu bà miếu dâu, giác lợi thỉnh ông tà bà tà ở đó rất là nhiều ông tà bà tà, giác lợi sẽ thỉnh ông tà bà tà về đây để đừng giác lợi xin cái lộc tiếp. Giác lợi hổm giác lợi thỉnh cái ông tà về để đây nè bà con, rồi không biết ai là thấy ông tà linh quá rồi cái bà ta thỉnh ông tà tốt đó. Bây giờ đây giác lợi nguyện có ông tà nhưng mà không thấy cái, không có kim thân của ông ở đây, để giác lợi qua bên biếu bà giác lợi thỉnh ông tà khác. Bên biếu bà cũng rất là nhiều ông tà mà chắc hơi nhỏ hơn chứ không có bự như vậy. Giác lợi thành tâm xin cái lộc này cho bà con ha. Ngày thứ sáu Nam mô A Di Đà Phật, con xin đón nhận số thầy sâm này. Số thầy sâm là số 14 ha bà con, 614 ha, 614 ha, 14 sâm dương ha bà con ha, sâm dương 614. Bà con nhớ lót dùm cho giác lợi là 641 ha, 614 bà con nhớ lót dùm cho giác lợi 641. Con xin các ngài độ bà con thấy hồng nhang cuốn tàn rồi. Giác lợi nguyện cây nhang bìa này mà các ngài chứng cho cái số thầy sâm được cái lọc thì các ngài đừng cuốn cái tàn càng công vô dùm cho giác lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bà con cũng lên trên xin bà cái số thầy sâm. Bà con thấy trên đại bà cũng độ nhang giác lợi thấp giờ ngồi giấc trưa cuốn tàn luôn nè. Giờ ngồi giấc trưa đổ mồ hôi hột rồi bà con thấy không? Nam mô A Di Đà Phật, con kính lại Đức Mẹ Phật Bà, con kính lại năm mẹ ngũ hành, con kính lại các vị Long Thần, Long Thiên, Hồn Miếu, Đèn Trời, Sổ Xét. Con xin được số thầy sâm, chư vị thần linh, chư thần, chư thánh, chư vị thần địa, thần tại, số thầy sâm là 14. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành độ cho số thầy sâm 614 có cái lộc ngày thứ 6 trùng khớp với đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Và đêm có miền Bắc, miền Trung, cho con cũng xin đón nhận số thầy sâm. Con để vào trong bát nhang và Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành cũng đã ban cho, thì con cũng xin đón nhận. Xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho số thầy sâm này về trúng ngày trúng giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Số thầy sâm là số 36. Số thầy sâm là 36 nha bà con. 36 636 636 cho ngày thứ 6 Đại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, đêm có miền Bắc, miền Trung, ngày 29 tháng 12 nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch năm 2023. Còn có mấy ngày nữa là chúng ta sẽ hết cái Tết Dương lịch năm 2023. Nam mô A Di Đà Phật. Hết năm 2023 bước qua năm 2024, ngày hôm nay 29 rồi 30 mùng cái 31 một rồi cái đầu tháng đầu tuần là bắt đầu bước qua năm mới. Giác lợi cũng nguyện cầu cho bà con cô bác ai xem kênh luôn được niềm vui an lạc, được các lộc ha. Bà con nhớ dùm cho giác lợi ha, bà con nếu không thấy số rõ thì nghe giác lợi đọc ha. Giác lợi xin Đức Mẹ Phật Bà được số thầy sâm là 36 636 ha bà con ha. Giác lợi xin chư thần chư thánh được số thầy sâm là 14, bà con ghép vào là 614. Thì bà con nào mà thích đảo ngược lại thì đảo 363 hoặc là đảo là 41 dùm cho giác lợi ha. Đó là với lòng thành kính giác lợi nguyện cầu chư vị chư thần chư thánh chư vị thần linh giờ ngọ giấc trưa xin ban cho cái phước cái lộc để cho bà con cô bác trên kênh ai cũng được hưởng cái lộc may mắn ngày thứ 6. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành độ cho tất cả bà con cô bác trên kênh con ai xem khi video này thấy được kim thân Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn,
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành độ ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mến chào tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Hôm nay với lòng thành kính thì giác lợi cũng thành tâm về miếu xin được cái lộc cho bà con. Giác lợi cũng nguyện cho chư vị độ cho bà con ai cũng được cái lộc ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mến chào, chúc bà con may mắn nha.